Laudato Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lam Vy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm thứ ba, 8 tháng 12, lễ trọng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Tức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ công bố năm Thánh Giuse nhân kỷ niệm 150 năm ngày Thánh Nhân được tuyên phong là quan thầy của Giáo Hội Hoàng Vũ theo một xác lệnh đã được Đức Thánh Cha ủy quyền cho Tòa ân giải tối cao công bố, năm Thánh Du Xe sẽ bắt đầu ngay từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm sau năm 2021. Thông thường, từ ngày công bố một năm Thánh cho đến khi bắt đầu năm Thánh ấy, có một khoảng thời gian chuẩn bị. Việc bắt đầu ngay tức khắc là chỉ dấu cho thấy giáo hội và thế giới đang trong một tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng vì đại dịch coronavirus quỷ quái. Xác lệnh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập năm thánh du xe để mọi thành phần tín hữu theo gương thánh nhân có thể củng cố đời sống đức tin của họ hàng ngày trong việc hoàn thành thánh ý Thiên Chúa. Xác lệnh cũng nói thêm rằng Đức Thánh Cha đã ban các ân xá đặc biệt để đánh dấu năm thánh này để hiểu rõ đức thánh cha và tòa thánh rộng ban những ơn xá nào và làm sao lãnh nhận được các ơn xá ấy xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi toàn văn bản dịch sang việt ngữ qua phần trình bày của kim thúy toàn văn sắc lệnh vì các ơn xá trong năm thánh du xe của tòa ân giải tối cao sắc lệnh các ơn xá đặc biệt được ban nhân dịp năm Thánh Du Xe do Đức Thánh Cha Phan -cô công bố nhân kỷ niệm 150 năm tuyên bố Thánh Du Xe là bồn mạng của giáo hội Hoàn Vũ. Hôm nay, đánh dấu kỷ niệm 150 năm sắc lệnh Quê Ma De Modum Deus, nghĩa là cũng như Thiên Chúa. Trong đó, Trần Phước Pio thứ 9, khi xúc động trước những hoàn cảnh nghiêm trọng và thê lương, trong đó giáo hội bị bao vây bởi sự thù địch thế gian đã công bố Thánh Giuse là quan thầy bảo trợ cho giáo hội Công giáo để duy trì sự giao phó toàn thể giáo hội dưới sự bảo trợ quyền năng của dưỡng phụ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập rằng một năm đặc biệt về Thánh du Xe sẽ được cử hành kể từ ngày hôm nay, là ngày kỷ niệm việc công bố sắc lệnh Quemadmodum Deus cũng là ngày lễ trọng kính đức trinh nữ vô nhiễm nguyên tội và là hiền thê của thánh dư xe cực thanh cực tịnh và sẽ kéo dài cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Trong năm này, mỗi tín hữu theo gương ngài có thể hằng ngày củng cố đời sống đức tin của mình, ngõ hầu thực hiện trọn vẹn thánh ý thiên Chúa. Vì thế, tất cả các tín hữu sẽ có cơ hội tham dự qua những lời cầu nguyện và những việc lành phúc đức để nhận được sự hộ phù của Thánh Du Xe là vị đứng đầu gia đình Nazareth trên trời, cũng như được an ủi và xoa dịu khỏi những khổ não con người và xã hội đang đè nặng lên thế giới đương đại. Lòng sùng kính đối với dưỡng phụ Chúa Cứu Thế đã phát triển rộng rãi trong quá trình lịch sử của giáo hội Lòng sùng kính ấy dành cho Ngài không chỉ là những hình thái thờ kính cao nhất chỉ sau mẹ Thiên Chúa và là hiền thê Ngài, mà còn là lòng cậy chồng xin Ngài bảo trợ trong nhiều khía cạnh. Huấn quyền của giáo hội tiếp tục khám phá ra những chiều kích cũ và mới trong kho tàng thánh cả du Xe. Như người chủ nhà trong tin mừng Thánh Mát là người lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ các ơn xá được tòa ân giải tối cao ban, thông qua sắc lệnh này được ban hành theo ý Đức Thánh Cha Phan -cô và được ưu ái ban tặng trong năm Thánh Du Xe, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đạt được cách hoàn hảo mục đích đã định ơn toàn xá được bàn trong các điều kiện thông thường, nghĩa là xưng tội, dước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cho các tín hữu từ bỏ mọi quyến luyến với tội lỗi, miễn là họ tham gia năm Thánh Du Xe vào các dịp và theo cách thức được chỉ định bởi tòa ân giải tối cao này. Thứ nhất, Thánh Cả Du Xe, một con người đích thực của Đức Tìm, mời gọi chúng ta khám phá lại mối quan hệ hiếu thảo với Chúa Cha, là mới lại lòng trung thành với lời cầu nguyện lắng nghe và đáp lại bằng sự phân định sâu xa với Thánh Ý Thiên Chúa. Ơn toàn xá được bàn cho những ai suy niệm trong ít nhất 30 phút kinh lệ cha hoặc tham gia vào một khóa tĩnh tâm tối thiểu một ngày, bao gồm một bài suy niệm về Thánh Du Sẻ. Thứ hai, tin mừng gắn cho Thánh Du Sẻ biệt danh người công chính. Ngài là người giám hộ những kín nhiệm thân mật nằm sâu trong trái tim và tâm hồn giữ gìn những bí ẩn của Thiên Chúa và do đó là người bảo trợ lý tưởng của gia đình, thúc giục chúng ta tái khám phá giá trị của sự im lặng, thận trọng và trung thành trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhân đức công chính được Thánh Du Xe thực hành một cách gương mẫu là sự gắn bó hoàn toàn với lời luật Chúa, là luật của lòng xót thương. Bởi vì chính lòng thương xót của Thiên Chúa đã đưa công lý đích thực đến chỗ viên mãn. Vì vậy, những ai theo gương thánh cả du xe thực hiện một việc thương xót thể xác hoặc thiêng liêng đều nhận được một ơn toàn xã. Thứ ba, khía cạnh chính trong ơn gọi của thánh du xe là làm người giám hộ của thánh gia Nazareth, phu quân của đức trinh nữ Maria và là thân phụ hợp pháp của Chúa Giêsu để tất cả các gia đình Kitô được ích thích tái tạo cùng một bầu không khí hiệp thông mật thiết, tình yêu và cầu nguyện là những điều đã được sống trong thánh gia. Ơn toàn xá được ban cho những ai đọc kinh mân côi trong các gia đình và giữa các cặp đính hôn. Thứ tư, vào ngày 1 tháng 5 năm 1955, tôi tớ chúa Pio thứ 12 đã thiết lập lễ thánh du Xe thợ với ước muốn rằng mọi người đều công nhận phẩm giá của công việc và điều này sẽ truyền cảm hứng cho đời sống xã hội và luật lệ dựa trên sự chia sẻ hợp lý giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Vì vậy, ơn toàn giá được ban cho bất cứ ai hàng ngày phó thác các hoạt động của mình cho sự bảo vệ của Thánh Du Xe và cho bất kỳ tín hữu nào cầu xin sự truyền cầu của người thợ thủ công thành Nazareth xưa để những người đang tìm công ăn việc làm có thể tìm được việc và công việc của mọi người được xứng đáng hơn. Thứ năm, cuộc lãnh nạn của Thánh Gia đến Ai Cập cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa hiện diện ở những nơi con người gặp nguy hiểm, nơi con người đau khổ, nơi con người phải chạy trốn, nơi con người phải trải qua sự từ khước và ruồng bỏ. Ơn toàn xá được ban cho những tín hữu nào đọc kinh cầu Thánh Giuse đối với các tín hữu thuộc truyền thống Latin hoặc hát thánh ca kính Thánh Giuse, toàn bộ hoặc ít nhất một phần đối với các tín hữu thuộc truyền thống Byzantine hoặc đọc một số kinh nguyện với Thánh Giuse khác phù hợp với truyền thống phục vụ, vụ của mình. Cầu xin cho giáo hội đang bị bách hại cả bên trong và ngoài thế giới và cầu xin cho tất cả các kỳ tô hữu đang chịu mọi hình thức bách hại. Thánh Teresa Avila đã công nhận nơi Thánh Du Xe là quan thầy bảo vệ chúng ta cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Dường như Thiên Chúa đã ban cho chúng ta các vị thánh này, thánh khác để giúp đỡ chúng ta trong các nhu cầu khác nhau, nhưng tôi đã kinh nghiệm rằng Thánh Giuse vinh quang mở rộng sự bảo trợ của ngài trong tất cả các trường hợp. Gần đây hơn, Thánh Joan hài Hai nhắc lại rằng hình tượng Thánh Giuse có một sự liên quan mới đối với giáo hội trong thời đại chúng ta và đối với thiên niên kỷ Kitô mới. Để tái khẳng định tính phổ quát của sự bảo trợ của Thánh Giuse đối với giáo hội, ngoài những dịp đã nói ở trên, Tòa ân giải tối cao ban ơn toàn xá cho các tín hữu đọc bất cứ kinh nguyện nào đã được phê chuẩn hoặc thực hiện một việc đạo đức để tôn vinh Thánh Du Xe. Chẳng hạn đọc kinh Ate Biate Joseph, đặc biệt là vào các ngày 19 tháng 3 và mùng 1 tháng 5, vào lễ Thánh Gia của Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Du Xe, vào Chúa Nhật của Thánh Du Xe, theo truyền thống Byzantine vào ngày 19 mỗi tháng và mỗi thứ tư là ngày dành riêng để kính thánh du xe theo truyền thống là tình. Trong bối cảnh sức khỏe khẩn cấp như hiện nay, việc ban ơn toàn xá đặc biệt được mở rộng cho người già, người bệnh, người hấp hối và tất cả những người vì lý do chính đáng không thể ra khỏi nhà, miễn là họ có lòng từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi và có ý định hoàn thành càng sớm càng tốt, ba điều kiện thông thường trong nhà riêng của họ hoặc nơi họ buộc phải cư trú. Khi họ đọc kinh hay làm một hành động xuất phát từ lòng đạo đức để tôn kính Thánh Du là vị Thánh an ủi người bệnh và bảo trợ cho ơn chết lành, đồng thời dâng hiến với lòng tín thác nơi Chúa những đau đớn và khó khăn trong cuộc sống của họ. Để giúp anh chị em giáo dân đạt được ơn Thánh nhờ những điều kiện thuận lợi về mặt mục vụ, tòa ân giải tối cao này thà thiết cầu xin rằng Tất cả các linh mục được phú cho những năng quyền thích hợp, hãy trao ban chính mình với một tinh thần sẵn sàng và quảng đại, cử hành bí tích thống hối cũng như trao mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Sắc lệnh này có hiệu lực trong năm Thánh Du Xe, bất chấp tất cả quy định ngược lại. Ban hành tại Roma, từ trụ sở của Tòa ân giải tối cao vào ngày 8 tháng 12 năm 2020. Đức Hồng Imoropia Senza, tránh Tòa ân giải tối cao. Đức ông Christoph Neqiu, nhếp chính. Kính thưa quý vị và anh chị em, kinh Atbiate Joseph, tiếng Việt gọi là kinh ông thánh Giuse bầu cử có nội dung như sau: Lời ơn ông thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng rất thánh đức bà là đấng đã làm bạn cùng người phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin ông Thánh Du Xe bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến mà người làm bạn cùng rất thánh đồng trinh là mẹ chúa trời và là đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương người đã ẵm lấy đức chúa Giêsu thì chúng con xin ông Thánh Du Xe ghé mặt lại mà thương đến hội thánh là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy máu thánh mình mà chuộc lại. Lại xin người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn. Lệ đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận thì chúng con xin người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy cha rất thương yêu, chúng con xin người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lệ đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con. Xin người dù lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỷ. Như xưa người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin người cứu chữa lấy hội thánh cho khỏi các mưu kế giặc thù và các sự gian nan khốn khó như vậy cùng xin người hằng bầu cử cho chúng con được bắt trước người và trông cậy vì quyền thế người, cho được giữ đạo cho chọn, cùng được chết lành và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. AMEN Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lâu đế tua, Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 204 hoặc ghé trang nhà tự lực com